Hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Hey, hôm nay Tuyền lên 98 số. Đây ha, thì tại mũi khoan á thì Tuyền lên riêng lẻ một số á, cho nên là nó nhiều thôi ha. Đó, mũi khoay nè, bữa nay mũi khoay cũng nhiều nè. Đó thì lên một số cho anh chú mình dễ chốt hàng á. Giống như là số nào anh chú xài á thì mình chốt á, phải chú nói thường vô một combo thì hai mũi mà có mũi xài còn có mũi không xài á. Đó, cho nên hôm nay Tuyền lên một mũi cũng nhiều. Đó. Rồi cưa ha, cưa nè, bữa mấy anh chú nào mà dặn cưa thì hôm nay Tuyền có Tuyền lên luôn ha. Kéo. Kéo dao. Cần câu. Có hai cây khủng, cây lưỡi cưa khủng siêu tầm nè. Có mấy anh chú nào mà cần siêu tầm một cặp cưa khủng này luôn ha. Đây để cưa này thì em không có lên clip đâu được thôi. Ủa không có lên số. Cưa này hàng nè, hàng siêu tầm chứ xài thì tùy, không biết là mấy anh chú có xài được không chứ thật chất là nó bén. Nó thật sự nó rất là siêu bén luôn ha. Hàng này cái lưỡi này nó nằm một cặp nó chưa xài luôn. Hàng này lưỡi nó chưa xài luôn ha. Nhưng mà nó nằm một cặp thì hàng nội địa nó như vậy. Đây găng nó nè. Quá trời xuất sắc luôn anh chú ơi. Cái này phải nói là cái này đây. Chữ ha, mọc chữ in chìm hết nè. Nó không có cán nó lưỡi gì luôn thôi. Để Tiền đo cái hàng này siêu tầm ha, em cũng giành giật dữ lắm mới được cặp siêu tầm này luôn nè. Đây tới lưỡi cắt của nó là 67 ha, tới lưỡi cắt nó là 67 đó. Rồi tổng thể nó nè, tới cán luôn ha, là nó gần 1 mét luôn á anh chú. Đây là 96 ha, ủa 99 đó, mình chỉ tính tới tới đây thôi ha, không tính tới cán. Nói chung là đứng lên là nó gần cao 1 mét đó. Đây, rồi cái bản lưỡi của nó nè. Cái bản lưỡi của nó là 1 tấc 350 ha, 1 tấc 350. Cái này nó cũng dày nha. Cái này nó dày một chắc 1 ly rưỡi. Chắc tầm 1 ly rưỡi. Đó, hàng siêu khủng luôn. Cặp này anh nào mua thì chốt để mình siêu tầm thôi, giống mấy cái xưởng gỗ đồ ha. Xưởng gỗ thì mình đây. Nè. Có mọc chữ in chìm hết ha. Cái này nó không có tiền vệ sinh rồi thôi, nó không có bị rỉ đâu nha, tại vì nó một bên này rất là láng mịn luôn nè, găng nó rất là gờ vô nè, rất là bén luôn như hai con khủng long đó. Ai chốt thì chốt một cặp này ha, nếu mà chốt một cặp này 500.000 chuyển khoản bao ship. Đó, rồi lưỡi cưa xong rồi, tới cần câu thì cần câu em cũng còn ít ha. Cần câu em còn mấy cần nè, cần câu nè, cần câu này hàng cái này là hàng tuyền tra rồi. Cái này của Đài Loan ha, cái này là thép ở cái này nó chất liệu nó là carbon ha, chất liệu độ cứng của nó là 6H đó, độ cứng 6H. Tiền tra rồi, mấy nay cha đần chết luôn mới ra nè. Đó. Hàng này nó siêu đẹp luôn á mấy anh chú. Nói chung là giá này nó rất là mềm luôn. Đó. Thâu lại là nó còn một thước một mét mốt. Cây 5m4 này là nó 320 ha. Còn cây 3m6 nè ha. Nó có để độ cứng nó 6H luôn nè. Chất liệu carbon. Rồi, 3m6 là 240. Rồi cái này là 4m5 ha, 4m5 nó là 290. Cây dài nhất của nó là 6m3 nè, 6m3 là 400. Đấy. Nè.
này mấy anh chú nhận cần câu khen quá trời luôn, nó câu quá trời đẹp đó, thì cũng còn ít cây thôi. Rồi búa rìu thì bên Tuyền vẫn còn ha, nồi ơn. Nói chung là tiền mấy cái hàng đó tiền sơ lược, tại mà sơ lược những cái mặt hàng bên Tuyền có thôi. Đây rồi mình sẽ vô chi tiết từ số 1 ha. Đây số 1 bắt đầu là một mũi khoai ha. Đây một lô mũi khoai của Tuyền á. Mũi khoai các kiểu các loại luôn, nói chung là mũi rất là đẹp luôn nè. Mấy anh chú không? Đấy, tại vì có nhiều cái nó mấy cái mà hàng mũi lòng chưa xài luôn á mấy anh chú. Một lô mũi khoai này hàng chưa xài rất là nhiều. Có nhiều khi nó nằm á, nằm một sọt nhiều quá nó bị có thể là bị giống như cái này nó bị mẻ xíu. Ủa cái này phải không? À không phải mẻ, nó bị cái kiểu nó vậy chứ. Tới đây là nó gọt. Giống như nó gọt này. Nó nhìn cái mũi đó nè. Rất là bén luôn. Cái mũi khoai này á, có cái thì cô thấy còn gõ số ha. Thép nè. Thép HSS ha. Cái này là mũi 25 hay gì nè. Đó, 25 nó có để 25 nè. Mũi khoai thì Tuyền không biết gành nữa. Tại thì thấy thì mũi khoai thì cái này nó 16, nó dài 16 luôn ha. Thường mấy cái đầu này. Cái này là 25 nè. Đúng rồi nè, cốt của nó ha. Nguyên cái đầu cốt này Tuyền lo là 25 nè ha. Chắc giờ nó để đây 25 luôn. Rồi số 1 ha, 200.000. Mũi khoai này thường mũi khoai á, trên mũi khoai giá rất là cao luôn á. Đây còn cái mũi này Tuyền không biết nó bao nhiêu luôn á. Cái này nó có nè, có rỉ nè. Không thấy số ha. Nhưng mà cái lưỡi nè. Đó, cái lưỡi khoai rất là đẹp. Còn rất là bén luôn ha. Giờ Tuyền đo ở đây ha. Đây cái mũi này là mũi 32 ha. Chắc là 32. Rồi số 2 nè. 250.000 ha. Số 3 đây nè, nó có để 25 nè. Đo phải 25 không? À vậy là đúng rồi. Vậy cái này 25. Vậy là đúng 25 rồi. Đó. Đây mũi rất đẹp mấy anh chú ha. Quá trời đẹp luôn. Siêu bén. Rồi cái này số 3 ha, 160.000. Số 4 nè. Nói chung này nhiều số mà nó nhanh nhanh nên thôi nó. Đây cái này nó R10 nhân 20 thép HSS da băng nè ha. Cái này 20 nè. Cái mũi này nó dài. Đó, mình thấy anh chú thấy mũi rất là đẹp siêu bén ha. Cái này nó dài 15 năm luôn. Rồi số 4 nha, 150.000. Mấy anh chú chốt hàng mấy anh chú nhớ số nha, nhớ cái chốt cái số này giùm Tuyền nha. Đây, cái này là một cái mũi phay nó. Thường có mấy cái góc á, có mấy cái góc nó không có bị nhâm nữa tại vì nó va đã qua chạm á. Cái này chắc là 18 nè, nó có để 18 ha. Cái mũi này thì nó dài lắm luôn nè. Cái mũi này nó dài 20 luôn ha. À. Rồi. Số 5 120.000. Mấy cái mũi này ha, nâng niu nó rất là nhẹ nhàng. Cái này 25 nhân 70 tức là 25 nhân 70 tức là dài 70. 60 má ơi. Đó, rồi số 6 ha, 200.000. Số 7 nè. Số 7. Không mấy tiền đo thước kẹp cho nó nhanh ha, chứ giờ mà mò cái số nó lâu lắm. Rồi cái này 20 nè. Mò số nó lâu quá, nó mờ mờ á. Cái này là 18, dầu á, dầu nhớ ảo ảo ảo. Đó, nhìn cái cạnh nè, mấy cái cạnh này nhìn mát con mắt thiệt chứ. Rồi số 7 160.000. Rồi số 8 nè. Số 8 mũi này là 22 nhân 120 nè.
khép hết ở đó hết ha, khép vúa đó. Cái này bốn cạnh nè, quá đẹp ha. Cái này số 8 200.000, cái này dài nha. Số 9 nè đó, số 9 nè, mũi rất là đẹp luôn, trời ơi phải nói là đẹp xuất sắc luôn ha. Cái mũi này cũng là 25 nè, số 9 200.000 luôn. Mấy cái cạnh này quá đẹp, siêu đẹp luôn. Số 9 200.000. Số 10 ha, số 10 không thấy rồi. Rồi cái này 20 nè. Đó, bốn cạnh ha. Cái này dính dơ thôi mấy anh chú, dính dơ. Các nào, gờ rất là bén luôn. Rồi số 10 90.000. Số 11 nè. Số 11 luôn. Đó. Không, rất là đẹp. Mấy cái này chỉ dính dơ. Hàng bãi mà nhưng mà rất là bén. Cái này 20 luôn ha. Rồi, 80.000. Số 11 80.000. Số 12 nè. Đó. Đây cái này nó cắn đây chút xíu lưỡi ha. Đó. Đó, còn mấy cái viền này nè. Anh chú thấy không? Rất là đẹp. Đó. Cái này 25 nè. Mắt. Cho ma gì. Rồi số 12 120.000. Số 13. 13 cái này không thấy cái số, nó mờ. Cái này 25. Mấy anh chú thấy quá đẹp không? Quá bén luôn. Rồi số 13 130.000. Số 14 nè, 14. Một 14 90.000. Mũi khoay rất là đẹp luôn mà bén nữa. 15 nè. Mũi này 17 nè. Nó có để nè không? Có nào cái thấy rõ số. Đó. 15 90.000. Rồi, mũi khoan nè. Mũi này mũi 14 ha. 14 nhân 25. Nhân 250 á. Mũi này cũng dài, khá dài luôn. Mũi này đúng 250. Cái đầu trên đây nó có rỉ nè. Ha, bên chú có đâu. Đầu trên đây nó có rỉ. Nai chi ha. Nhưng mà không ảnh hưởng ha, tại vì mình xài dưới đây. Nó rất là đẹp chứ không hơn. Rồi số 16 nè, 80.000. 17 nè, 17 cái mũi này là mũi cái này 15/16. Trời ơi. 15/16 thì tiền đo thôi. Đây cái này nó 24 nè. Cái này cái phần me ha, cái phần me nó không bị mẻ gì ha mấy anh chú. Đây cái phần me nó không mẻ ha. Đó, nó chỉ cấn cái phần thịt ở trong ha. Đây. Cái phần thịt trong bằng phần me thì nó không mẻ gì hết. Cái mũi dưới đây còn rất bén luôn. Rồi số 17 160.000. Số 18 nè, 18 cái này không thấy luôn. Rồi cái này là mũi 24 luôn. 24 mũi ngắn nè. Nè mấy anh chú thấy cái cạnh này nó rất là bén nè. Nè, cái thịt trong này nó mẻ cái trong này ha. Nó nói chung là mũi khoan thì cũng chi tiết mấy anh chú xem video kỹ á, rồi chốt. Rồi số 18 80.000. Rồi tôi mũi mấy cái mũi nhỏ nè. 19 nè, 19 là cái mũi này mũi 15 nè. Đó, mũi 15 ha. Khá đẹp ha. Mấy cái mũi này thì để coi nó dài 16 năm nè. Rồi số 19 ha, 60.000. Số 20 nè, 20 cái mũi này 14.7 ha, 14.7. Đây những cái me mũi khoan rất là đẹp ha. Đó, nó cắn vào đây, nó cắn vào phần thịt này xíu ha anh chú. Đó, còn bên đây nè, đó nguyên cái lằn này. Rất là đẹp. Đây cũng vậy, lưỡi nè, mũi nó đẹp ha, cắn ở đây. Rồi, số 20 ha. Cái mũi bên này là mũi 14.7. Rồi, số 20 ha, 60.000.
số 21 nè, 21 nè. Mấy cái hàng này của Nachi ha, thép thép gió, thép HS. Cái này là mũi 17 nè anh chú, 17 ha. Đây nè. Đây những cái mè của nó rất đẹp ha. Cấn mới nó cấn trong phần thịt đây. Đó, mũi rất là nhọn nè, đẹp. Rồi số 21 là 70.000. Số 22 nè. 22 là mũi 14 ha, 14.3, 14.3. Nè mấy anh chú thấy không? Mũi đẹp ha. Nó còn đen thùi luôn á, nó đen, cái nước xanh nó đen. Rồi số 22 là 60.000. Rồi số 23, cái mũi này 17.8 nha, mũi 17.8. Đó, nó cái kiểu nó vậy. Ở dưới đây nó miếng này. Đó, nè rất là đẹp nè. Thấy không? Không có lằn me nào mà nó bị mẻ luôn ha. Đẹp bén luôn. Đó, rồi số 23 là 100.000 ha. 24 nè. 24 mũi này mũi 15.8. Đó. Rất đẹp. Rồi số 24 100.000. Thường hồi trước á tiền không có lên mấy cái mũi này mấy chục đâu, tiền cứ lên một đống vậy đó. Nhưng mà thường mấy một đống á thì có mũi mấy anh chú có mũi xài, có mũi có rồi, cho nên là mấy anh chú hay góp ý là lên từ mũi đi. Rồi mấy anh chú có thể là dồn lại á cho mình cái số nào mình xài. Đây ha, Nachi. Cái này 19.1. Mũi khắc khá đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Quá bén ha. Rồi số 25 70.000. Rồi số 26 nè. 26 nè, mũi này mũi 22 ha. 22. Rồi số 26 90.000. 27 ha, 27 mũi này là mũi 15 luôn. Nó ở đây nè, giống như người ta mài cái phần thịt ha. Nó ở đây nè. Còn cái đó, mài thịt ở đây. Còn cái me của nó thì rất là ok ha. Mũi 15 nè ha. Rồi cái mũi 27 ha. Cái số 27 mấy anh chú nó nhớ nha, nhớ cái số nha, số 27 60.000. Số 28 nè, 28 mũi này mũi 16 nè. Ha, 16.0 nè. HS. Quá đẹp luôn. Đó, mấy anh chú thấy không? Cái mũi khoan nó bóng dờn luôn ha, nó còn xanh dờn luôn. Đây, còn cái mũi dưới này nè, mấy anh chú về mài chỗ này xíu cái mũi dưới này nè. Giống như nó bị va chạm vô, nó bị mẻ chút xíu chỗ này. Rồi số 28 100.000. 29 nè. 29 mũi này mũi 14.5. 14.5 ha. Đó. Mấy cái mũi này cũng đẹp xuất sắc luôn nè. Rồi số 29 ha, 29 80.000. Số 30, cái số này là số phần 17/32. Cái này nó khoan cái gì mà cái me nó kiểu nó lại lại ha. Cái me nó rất là bén nè. Để tiền đo chứ cái mũi này nó phần tiền cũng không rành nữa. Cái này là 14 13.5. Rồi số 30 60.000. Mũi 31 nè, 31 mũi này mũi 25.5. Cái này mài. Cái này mấy ông chắc xài không biết khoan không vừa đâu, không biết nữa mà mấy ông gọt mài vậy đó. Đó, còn phần dưới đây rất đẹp ha. Đó, kiểu vậy. Rồi số 25.5 này mũi 31 ha, số 31. Số 31 150.000. 32 nè, 32 mũi này mũi 23.5 luôn. 23.5. Đây mũi đẹp ha. Này giống như là bị gì đây, chày chỗ này ha. Đó, còn dưới này rất đẹp. Rồi số 32 130.000. Đó, còn mấy cái mũi này là mũi chưa xài luôn nè. 33 nè, 33, số 33 ha, mũi này là mũi 16.5 nè. 16.5 nè ha. Da băng nè, HSS nè ha. Nachi. Đó. Nó dính dơ thôi nha mấy anh chú. Rồi số 33 100.000.
34 mà, 34 mũi này cũng là 16.5 luôn ha. Đó, dính giờ thôi. 16.5 rồi, số 34 nè, 100.000. 35, 35 mũi này mũi 10. 17.8 ha, 17.8. Rồi số 35 100.000 luôn. 36 nè, 36 mũi này mũi 16.2. Đó, cái kiểu này nó kiểu ngắn nha mấy anh chú. Đó, kiểu ngắn ha. Rồi số 36 70.000. Rồi 37 nè, 37 là mấy cái mũi mũi phay mà phay mũi nhỏ nha mấy anh chú. Phay mũi nhỏ ha. Cái này 3 nè, mũi 3 nè. Có cái rất là thấy gõ số 3 rồi, mũi này mũi 3.5 nè. Có cái rất là gõ số. Mũi đẹp nha mấy anh chú. Đây nè. Đó. Mũi đẹp, những cái lần này rất là đẹp luôn. Có cái thì nó cũng có phải là hàng bãi thì nó có thể là nó nè. Nó qua chạm cái mũi đó thì nó có thể là mẻ một tí xí như này nè, nhưng cái này không có ảnh hưởng gì cái phần nè, cái phần me này nè. Rất là bén luôn ha. Cái mũi này chờ nhìn muốn lòi con mắt luôn. Mũi này mũi xấu. Nói chung là tiền soạn á thì tiền cũng vậy đó, tiền cũng sẽ là mũi phay hay mũi tago, mũi khoan gì tiền cũng soạn là mũi lớn mũi nhỏ. Cái này 7.5 nè. Da băng nè ha, HAD nè, thép. Đó, cái kiểu nó vậy nè. Đó, mũi này mũi 8 nè. Nói chung là tiền soạn thì cũng lớn nhỏ vậy đó, chứ tụi cũng không có ngồi mà lựa từng số nữa. Đây là cái mũi 10 nè ha, nhưng mà cũng hay lắm. Tại vì nhìn riết nó cũng quen mắt hay sao á. Bóc lớn nhỏ lên cái đầu nó cũng nè. Trời ơi, cái me nó rất là bén ha. Bóc lớn nhỏ lên cũng có đủ số, 6, 8, 10 vậy đó. 7 nữa, còn mũi 9 nữa nè. Mũi này mũi 8 nè, 2 mũi 8 ha. Mũi 8 sọc 2 cháu, mũi 8 4 cháu. Đó, mũi 9 nữa nè. Này chắc 12. Rồi chính xác 12 luôn ha. Rồi 37 là 200.000. 38. Đó thì bây giờ tiền cũng sẽ bốc lớn nhỏ vậy ha. Có mũi có bộ thì cũng có mũi lớn hơn nè. Cái này mũi 2 nè. Mũi 5 nè. Mũi 4 nè. 2, 4, 5 nè. Đẹp hang. Bén lắm luôn á. Mũi này mũi 12 nè. Mũi 7.5. Mũi này mũi 12. 12 kiểu này. Nó còn tiền cũng thấy lớn nhỏ ha. Nó mấy anh chú thấy mũi khoai lớn nhỏ không? 10 nè, có nè ha. Đó. Rồi số 38 là 200.000. Cái này soạn được 3 bộ mũi khoay. 39 nè. Tiền soạn cũng rất nhiều mũi mẻ luôn. Mũi mẻ tiền bỏ qua một bên hết rồi. Rồi số 39 ha, 200.000. 40 nè. 40 là tới mũi khoan gia đình nha. Mũi khoan gia đình. Đây mũi khoan gia đình ha. Cái mũi này là mũi 15. 15.7. Mũi lớn nè. Chiều nữa nó gọt sao. Nó cũng bị gọt nè. Mũi 13 nè. Này thì cũng thấy số nè. Nó thì cũng lớn nhỏ ha. Lớn nhỏ đều đều. Cái này nó có mũi tago nữa nè.
đó, rồi mấy mũi nhỏ nè. Rồi số 40 200.000. 41. Đây ha, cái này 14 nè, 14 17 nè. Đó, mũi ngắn nè. Hồi trước tiền mũi khoan không có mũi lớn mà dạo này mũi có mũi lớn luôn, cho nên mình chú dễ chốt hàng, dễ xài luôn. Nè, mũi 10. Có một mũi bê tông. Đó, mấy mũi lùng bé siêu bé. Đó, lớn nhỏ. Một bộ mũi khoan lớn nhỏ cho mấy anh chú dễ xài luôn. Rồi, số 41 200.000 luôn. 42 nè. Đó, cái mũi này nó kiểu hai tầng ha. Mấy mũi ngắn này nhưng mà nó bén luôn. Cái mũi này mũi 14 nè. Anh chú thấy không? Cái siêu bén không? Cái này mũi 15 nè. Có mũi có một con mũi người ta cũng mài rồi. Đẹp ghê. Đây giống mũi ngắn nè. Thấy không? Khoét cái lỗ. Đó. Lớn nhỏ cũng đều luôn. Rồi, số 42 200.000. 43 nè. 43 mũi này là mũi 16. Đó, dạng mũi lùng ha. Mũi lùng mũi này là mũi gia đình xài. Đó, lớn nhỏ luôn. Có một mũi bê tông. Rồi số 43 là 200.000. 44 nè. 44 mũi này mũi lớn nha mấy anh chú. Đây mũi này là mũi 18.5. Mũi này 14.5. Mũi này mũi khoan đầu khoan thường chứ không có phải khoan con nha. Đây. Cái mũi này mũi chà bá luôn. Mũi này mũi tới 21 luôn nè. Này nè, giống như nó bị cắt cái đầu trên á. Mũi quá trời đẹp luôn. Nè. Chú thấy mũi khoan nó rất là đẹp luôn ha. Xanh vườn luôn á. 21 nữa ha. Cái mũi này nhiều cũng không thấy nữa. Đó, nó kiểu gì. Đó, mũi khoan rất là đẹp ha. Cái này mà mũi lớn. Đó, 18 nè. 14.5. Mũi này 21. Mũi này tiền cũng không thấy nó nhiều. Trên đây thì nó 16. Nhỏ xíu như đây hả? Rồi trên hơn 16 á. Rồi số 44 ha, 200.000. 45 nè. 45. Cái này không thấy rồi. Đây mũi rất là đẹp luôn mấy chú à. Đây mũi này là mũi 24 luôn. Bành kỳ. Rồi cái này 17. Mũi này mũi 15 nè. Mũi này mũi 21. Đó, siêu đẹp. Đó, đẹp lắm luôn ha. Rồi số 45 200.000 mũi lớn. Rồi hôm nay tiền soạn mấy cái được mấy chú dặn cái này nè. Hôm nay thì có mấy bộ nè, có này có cái nó bị rỉ, nó nằm bị mưa dột không hay luôn á. Nó cái phía cạnh bên hai mưa dột nhưng mà nó me nè. Những cái me của nó rất là ok luôn ha. Đó nhưng mà mấy cái hàng này lâu cũ rồi, mấy anh chú có thể là về là mài ha, hoặc là dũa cái mũi khoan lại cho nó bén á, tại vì lâu hàng nó không xài á thì nó có thể là nó cũng có lục chứ. Nhưng mà cái me nó còn rất là ok đây. Đây nó nằm nước mưa bị rỉ ha. Đó. Cái này tuyền không biết khoét cái gì, có thể là khoét tường được ha. Hình như là lỗi nó có me này là mình khoét tường được hay sao á. Cái này là nhiêu vậy trời? Nó rỉ mất mẹ số rồi còn đâu nữa. Để tiền đo cái phi này. Đây, cái phi này nó 42 ha.
cái lớn nè. Cái này 45 nè. Đó. Cái me nè, mấy anh chú thấy không? Không có bị mẻ ha. Này hợp kim không á? Nay mới có mấy cái me hợp kim. Bình thường là hợp kim này chắc là mình khoan tường được. Cái này là mũi 29 nè. Bữa nay mấy cái mũi hợp kim nhiều ha. Mấy cái me nhiều luôn. Cái này 21 nè. Cái này 22 đó. Rồi số 46 200.000. Bữa nay soạn hai mã luôn. 47. Mấy cái này là phân tường, phát tường chính xác luôn nè, tại cái mũi này mũi mới phát bê tông nè. Cái này phát bê tông nè, lấy lõi. Cái này là 50. Cái này 50 nhanh chút. Không có bị mẻ me ha. Cái này là 30. Đó, nói chung cũng còn đẹp luôn ha, cái me nó không bị mẻ. Cái này 23 nè. 22 nè. Đó, mấy cái me này cũng còn bè đẹp luôn, không có bị mẻ luôn nè. Cái này 25. Đó, rồi số 47 200.000. 48 nè, 48 một mũi khoan bê tông dài mấy anh chú nha. Đây. Mũi còn đẹp ha. Mũi này là mũi 18. Cái này rệt mini. Made in rệt money, cái này của Đức. Rồi số 48, cái này mũi khoan dài. Mũi này dài nha mấy anh chú. Khoan bê tông mũi dài nè. 32, dài 32. Rồi số 48 100.000. 49. 49 là mấy mũi khoan bê tông thường nè, mũi mấy mũi thường. Mũi này mũi 13.5 ha. Mũi này mũi 15. Cái me cũng còn ok ha. Mũi này mũi 19. Có mũi này là 22 nè. Mũi 22 ha. Mũi này đẹp. Rồi, 4 mũi này ha, số 49 120.000. Số 50. Ây da. Đây, số 50 ha. Cái này giống như là một cái đục mộng vuông nè. Cái mũi đục động vuông á. Hả? Phải không? Máy đục mộng vuông 3 phân à? 30 á. Số 30. Cái này số 30 nè. Rồi cái này mấy cái này là 12 mấy mũi phân gỗ nè bên chú nha. 12 10 11 11 12 nè. Đó, nhìn cái mũi nè, nhìn cái mũi này nè, nó hàng nữa, hàng cũ ha. Đó, nhưng mà mấy cái mũi này bán ha. Mũi này mũi 12 luôn nè. Cái không thấy số nữa. 18. Cái này chắc 15 quá. Chính xác 15, 18. Mười sáu, mười tám, hai mũi 18 luôn. Mũi này 21 nè. Mũi này 30. Cái này chắc là 24. 21 hả? Mũi này 21. À, bằng nhau, cái dài cái ngắn. Rồi số 50 200.000 nguyên cái mâm này. Không có cái mâm nha. 51, 51 là đây. Cái gian. Cái gian găng ngoài. Cái này nó có mấy chén nè. Chén này nó cũng bị rỉ. Cái này 5 phần 16 20. Cái này 10 nè. 10 13. Này có ba cái chén nó vô cái cây tai quay này.
còn hai cái chén nhỏ này nó vô cái chai này, hai chén nhỏ là mũi năm năm ba ba năm nè, mũi này là nhiều không thấy nè, nó hai cái tay quay này. Rồi số 51 là 250.000. 52 bữa nay tiền soạn được một bộ mở khoan nha, mở khoan có máy xong mà xài cây 10-13 không vừa ta sao ta, 10-13 nè, cái này 10-12 nè. Nó một bộ thì nó lớn nhỏ nó đủ cho mấy anh chú xài cái mấy cái máy ở nhà luôn đó, lớn nhỏ ha. Rồi số 52 là 100.000. 53 ha, 53 hai cái đầu búa nè. Đây. Maruki. Cái đầu búa này đầu búa bi. Để coi bao nhiêu lạng. Nửa ký. Cái này chắc 3 lạng. Rồi cái này 3 lạng hơn luôn á. Rồi hai cái đầu búa này còn đẹp nha mấy anh chú. Rồi hai cái đầu búa này số 53 120.000. 54, 55, hai cái đầu hơi, đầu nói hơi nè. Ủa sau này có cái đầu này nữa gì ông cố? Hả? À cái đầu này là đầu đầu mua, mua ngoài mấy anh chú ơi. Mua ngoài hả? Cái này là made in Japan nè. Tokyo. Đó, đầu nói nhanh xây đầu xây 360 độ. Mua cái này à mua gắn cho mấy ổng khỏi đi mua hả? Cái này đâm vô ống hả? Nói chung là mấy anh chú trong nghề thì nhìn biết nha, nhưng mà cái đuôi này đó là cái này là cái zin, còn cái này là cái lô. Cái mua ở đây. Trời. Bán hàng có tâm bây giờ đi mua giùm luôn hả? Đó. Cái này nó có hơi bị rỉ nha. Đó, made in Japan nè. Tokyo. Rồi số 54 là 110.000. 55 hai cái này cũng vậy luôn nè mấy anh chú nha. Cái này cũng vậy luôn. Này đâm vô ống. Không biết đâu. Đây, made in Japan luôn ha. Đây nè. Nó có rỉ nha mấy anh chú. Đó. Xây 360 độ nè. Rồi số 55 110.000 ha. Rồi 56. 56 nè, bữa nay dao cũng có mấy cây. 56 là một cặp, một cây dao ghép. Đây. Cây dao ghép ha, chữ Nhật in chìm đây nè. Lưỡi dao ghép nhìn rất là bén luôn mấy anh chú ạ. Đó, dạng xếp ha. Rồi cái này nó bị mắc một lỗ đây. Rồi hai cây này 100.000, số 56 nè. Gộp lại. 57 ha. 57 một cặp này. Đó. Dao ghép này bằng thép. Thép cổ xưa. Bé xuất sắc luôn. Đó, rồi một cặp này ha, số 57 150.000 luôn. 58. Cái này dao ship bổ cao. Nói chung là mình dùng là làm gì cũng được luôn ha. Rất là bén, thép rất là bén. Cái này bên đây nó có rỉ. Kiểu cái đuôi nó dài. Dao này dao thủ công nè. Chữ anh chìm. Chữ anh Nhật anh chìm nữa ha. Lưỡi nó còn đẹp nè. À cái này nó có bị nứt nha. Cặp dao này ha, số 58 rất là bén. Rồi 58 150.000. Rồi 59 ai chốt một con thì mua một con này. Đó. Chữ anh chìm luôn. Lưỡi rất là bén, thép này bén lắm anh chú nha. Rồi số 59 nè, 80.000. Rồi 60. 60 ha, bộ dao. Đây, cái dao này dao đứt nè mấy anh chú. Cái này dao đứt ha. Mà nó bị mắc cái tán này rồi. Nào, mấy anh chú về có thể là đóng con tán lại. Hoặc là mình làm luôn cán cũng được. Dao này thì
cái thép nó không bén. Cái dao này là dài 17, bản rộng 3 phân rưỡi. Đó. Hiểu con gì đây, gà con chuột gì đây nè. Mấy dao này thép cổ mấy anh chú mài là bén lắm. Rồi cái này gần 14 luôn ha, bản rộng 4 phân. Cây này 13 nè, bản rộng 3 phân 4. Rồi một cây dao gọt ha. Rồi số 60 muốn cái dao này 120.000. À cái cán này nó có nứt nè. Số 60 120.000. 61. 61 một cái dòng dao này là dao cay ha. Dao cay dòng cay nè, made in dao băng nè. 1908 gì. Cái dao này cán nó bị hở rồi mấy anh chú nha. Hở nước. Cái này mấy anh chú có thể sửa lại. Thử tán ra và làm lại để vệ sinh cái hở trong đây nè. Cái dao này là dòng dao cay thời đời cũ nè. Cái này là dài 16 năm. Bản rộng 4 phân rưỡi luôn. Dao khâu ha, dao cay khâu. Đây một con dao gọt trái cây. Của cay luôn, dao này bén, rất là bén. Cán nhựa. Cái này mấy anh chú có thể làm cán lại. Rồi số 61, 120.000. Rồi 62, dòng dao cay nè. Dòng dao cay khâu nè. Khâu này còn đẹp nguyên si ha. Mấy con dao này mấy anh chú mài lại rất là bén luôn. Siêu bén luôn á. Cái này 16 năm ha. Bản rộng của nó là 4 phân 6. Cán đầu còn ok. Đó, đang gờ, gờ. Dao còn hiện tại là rất là bén. Mấy con chú có thể là về xài luôn cũng được. Đó, khâu nè. Dao khâu nhìn rất là chắc và nặng luôn. Rồi, 662, 150.000. 63 nè. 63 này, dòng cũng dòng cai luôn. Cai khâu luôn ha. Cán gỗ. Đó, cán còn đẹp ha. Nó có quấn băng keo luôn mấy anh chú. Cái dao này còn dính băng keo luôn nè. Đây, ha. Dòng dao cai nè. Cai nó in ẩn dưới đây nè. Cái dao này dài 16 năm, bản rộng 4 phân 4. Rồi số 63, 150.000 luôn. Rồi 64 nè, 64 là một cái kéo cắt hàng rào. Kéo này cắt siêu bén mấy anh chú nha. Đây. Mọc chữ nên chìm đây nữa nè, in chìm trong thân đây nữa ha. Tem đây nè. Hàng gì đó, Sporten gì đó. Cái này sao ta? Siết ra, dặn ra. À. Như cái này là nó để lại để mà cản những cái mình cắt á, cái nó sao ta? Cho nó đừng có dính. Cái này nè, cái lưỡi cho nó đừng có gạt vô nó dính ba cái đồ á. Được cái giấy. Trời kéo này cầm giấy nhiều quá, trời ơi. Cầm hai cái nó cắt thôi. Hỏi mấy anh chú siêu bén không? Tại vì cầm sắt gì là nghe cái lưỡi kéo nè. Nó rất là sắc. Ý chưa mài chưa dũa gì hết trơn á. Tiện mới vệ sinh sạch sẽ thôi. Đó, cái kéo này ha, số 64 180.000. Tỉa hàng rào, cán nhựa nha. Đo hả? Quên đo nữa. Cái lưỡi cắt của nó là được 15 năm á mấy anh chú. Rồi tổng thể cây này nó dài, tỉa hàng rào cây này nó dài 48. Rồi 64 ha, 180.000. 65. Đây 65. Rồi kéo. Hôm nay kéo cưa. Đây một cái kéo tỉa. Còn bén luôn. Thép này thép không rỉ. Cây này nó có rỉ rồi mấy anh chú nha. Tem nó đây nè. Mất cái tem rồi. Cây này 17 năm à. Đó có rỉ mà lưỡi không mẻ ha. Còn bén luôn. Rồi cặp kéo này 65 100.000. Nó rỉ nhìn nó xấu. Nó rỉ rỉ. 65 ha 100.000. 66 nè.
66 là kéo kéo to, chứ mà cây kéo kéo này, cái này nó dạng cắn cắn nhôm á mấy anh chú. Lưỡi còn đẹp và bén luôn á. Nó có cái bao nhựa vòng vòng ở đây nè. Mà nó bông rồi. Nó bông một miếng. Nè, lưỡi rất là đẹp luôn. Bén lắm luôn á. Trời ơi, giờ nó sắc á. Giống như cái kéo hiện tại mới giờ bán vậy đó. Mà là kéo này kéo cũ 21 á. À nó có chữ in chìm đây nè. Không rõ nó mờ mờ. Rồi một cái kéo bắt ton ha. Kéo bắt ton này, cái kéo này nó có bao da nha mấy chú. Cái kéo bao da này nó còn đẹp đẹp hơn bao da lần trước. Cái video trước. Quá wow, trời bén luôn. Kéo bắt ton bén ha. Kéo này nó dài được 26 luôn. Lưỡi nè mấy chú ha, không có mẻ ha. Rồi một cặp kéo này số 6 ha, 140.000. 66. Rồi 67 nè, 67. Đây một cái kéo cá, một cái kéo cá rất là dễ thương và cute luôn đây, cái chữ đó là in chìm lưỡi nè. Vệ sinh lưỡi dính còn dính dầu. Kéo này chắc bén lắm luôn nó. Kéo cá thì mình có thể cắt cái gì ta? Cắt ton nè. Cắt cái gì? Rồi kéo bướm ha. Kéo bướm thì bữa nay có hai mã kéo bướm, mã này. Rồi cái này dài xém 19. Cái này cũng 18 năm. Đây, cái chữ in chìm đây ha. Rồi cái này thì nó có nè. Cái ngoại hình của nó nhìn nó không được bóng lắm, nó có chóc một hai nước si ha. Ủa nó bị gỉ á. Lưỡi nè. Lưỡi không mẻ ha. Lưỡi kiểu cắt rất là bén. Đó. Bén mấy anh chú nha. Đó, còn cây kéo này thì ngoại hình cũng khá ok ha. Chữ in chìm đây, lưỡi nè. Lưỡi không mẻ. Đó. Cái mũi bay kéo nè. Cái mũi kéo còn bén luôn ha. Đó. Quá bén. Nói chung mấy cái hàng này mấy anh chú về mua là chỉ xài thôi. Không cần phải vệ sinh sửa hay mai mà gì nữa. Rồi. Số 67 190.000. 68. 68 cặp kéo bướm. Cặp này cái này 18 ha. Hơn 18 xíu. Cái này 20 quá. Rồi cái này 19 hơn 19 năm. Đây nó rỉ đây một miếng, nó rỉ đây một miếng ha. Nhưng mà lưỡi kéo mũi này kéo dài ha. Kéo này đẹp. Đây chữ in chìm nè. Đó. Lưỡi nó nè, rất đẹp. Lưỡi còn dài, mũi còn dài luôn. Đó. Đó, cái mũi rất bén ha. Cây kéo này cái này nó bị cứng cái này nè mấy anh chú. Cái tay cầm nó cứng đó. Cái này mấy anh chú có thể sửa lại. Hoặc là để dây cắt cũng được, tiền. Đó, cái này không có bị rỉ. Nó có nhăm nhăm, ngoại hình nó không bóng á. Đó, máy kéo siêu bén. Đây, một cặp kéo này số 68 ha, 190.000. Rồi, 69 nè. 69 một cây kéo hồ lô. Đây, kéo hồ lô ha. Kéo này ký hiệu gì đây nè. Kéo này nó chóc nước sơn thôi nhưng mà lưỡi kéo còn mè đẹp ha. Trời ơi, vô la con chó, họ tôi vô tôi bằng thịt nó bây giờ. Wow. Quá trời bén luôn anh chú à. Rồi, số 69. Quên đo kéo này dài bao nhiêu. Kéo này dài 20 ạ. Cái này 69 100.000.
70 cây kéo, 70 cặp kéo cotton. Đây, kéo cotton cặp này cặp nhỏ anh chú nha. Cái này dài 22 à. Đó, cái này cũng vậy. Đây. Mấy cái kéo cotton bên tiền ha, hàng tiễn ha, hàng tiễn chọn đẹp không? Đó. Kéo bắt to nữa. Kéo này cắt bắt to nó, tại vì nó nè, nó kiểu nó hở ha, tại nó cắt ton dày mà mình cắt giấy được là nó bén lắm rồi đó. Đó. Phải cầm cắt mới được chứ còn không biết cầm cắt cũng không đứt nữa. Đó. Lưỡi không mẻ. Đây cái mấy cái mũi này nè. Cái mũi này bo gốc nè. Ha. Bo gấp là siêu bén luôn. Bo gấp là im luôn. Rồi, một cặp kéo 70 này. Số 70 100.000 một cặp. Rồi, 71 tiền bán lẻ một cây cho mấy anh chú nào mua cây một cây kéo một bọn một cây cưa. Rồi, cái này là 25. Rồi, số 71 là 70.000. 72 nè. Cái này nó cũng dài cỡ đó, cũng là 25 nha anh chú. Đó, chữ anh chìm nè ha. Lưỡi nè. Lưỡi không có mẻ nha. Cái này phần dưới này nó rỉ đây ha, nhưng mà không có vô ảnh hưởng vô lưỡi. Đó, mấy anh chú mua một cây cá kéo ton về là xài Vivu thép. Ok. 72 mồ 70.000. Rồi 73 nè. Đây mũi cong ha, mũi cong dày nè. Nó ngắn về dày nè mấy anh chú có thể là bấm. Đó, cái này cũng 25 năm ha. Chữ in chìm đây. Cái này cong siêu cong luôn nè. Đó. Rồi số 73. 70.000. 74 nè. 74 ha, mũi cong nhưng mà mũi nó dài hơn xíu nữa nè. Đó. Bén ha. Rồi số 74 70.000 luôn. 75. Hai cây cưa và một cây đây, cây cưa găng này găng nhuyễn nha. Găng này bén nha mấy anh chú. Cây cưa này mấy anh chú xài có thể là thay lưỡi nha. Đó, dặn cái này ra mình thay lưỡi. Cái này cái lưỡi cắt của nó là dài 21 á, tổng thể của nó là dài 36 ha. Rồi, một cái lưỡi hái nè. Đây, một cái lưỡi hái. Trời ơi, cái lưỡi hái lưỡi nè. Này chắc nó bén dữ lắm. Lưỡi dài nữa. Rồi, số 75 ha, 100.000 cho một cặp này. 76 nè. 76 một lưỡi cưa khổng lồ luôn với một cây lưỡi nhỏ nè. Đó. Mấy cái lưỡi này siêu bén luôn, mấy anh chú về cha cán hoặc là rồi một lưỡi cưa mộng luôn. Một lưỡi cưa mộng, lưỡi này lưỡi to luôn nè ha, chữ nè. Chữ in chìm. Cái hàng bãi á nhìn nó đen, trông nhìn nó ố vậy ha, nhưng mà mấy anh chú nhìn cái răng này nè, cái răng này nó còn dài, nó không có mòn á, là hàng nó còn ok. Đây nè, cái lưỡi nó cắt được là 27 năm luôn ha. Bên này cũng vậy, một bên thưa một bên dày. Đây là tổng thể của nó nè, dài tới 45. Nó tra cán tới đây. Từ đây xuống đây. Rồi một cái lưỡi khổng lồ nữa. Có chữ in chìm đây ha. Đó, một cái lưỡi thưa ha. Quá trời to. Cái kiểu này nó bẻ cái cong lên đây. Đây cái lưỡi nó cắt nó là được 33 luôn ha. Cái bản của nó chà bá luôn. Cái này nó tới 12. Đó. 76, mã 76 ha. Là 100.000. 77 nè. 77 bữa nay lưỡi cưa. Đó, mấy cái lưỡi này là dài 30 mấy không nha anh chú.
Cái này là dài 33 nè. Tới chỗ cắt á. Đó, mấy anh chú thấy lưỡi mấy cái lưỡi không? Nó còn rất là dài nữa ha. Không có bị mòn mà gờ rất là sắc. Đó, lưỡi thưa, lưỡi dày, mấy cái lưỡi nhuyễn này nó bén cũng siêu bén luôn á. Cái bà này là bén nhất luôn. Không có mẻ nha anh chú. Nó hàng bãi nó nằm nó ố vậy thôi. Chứ còn lưỡi mẻ là nó không mẻ. Đây là cắt được 27 luôn nè ha. Nhỏ nè. Cái này tra cái cán hoặc là gắn cán ở nhà vô. Cây này siêu bén. Rồi cây này cắt siêu mịn. Rồi số 77 ha, 100.000. Rồi bảo tới luôn. 78 nè. Đó. Đây một lưỡi cưa mộng luôn. Nè mấy anh chú thấy à. Mấy thấy mấy cái lưỡi cưa mộng rất là đẹp không? Nó không có bị mòn. Nó nằm nguyên sắp luôn, nó nằm nguyên sắp giờ gỡ ra mà dính. Cái này lưỡi cắt nó là 30 nè. Đó. Nó bén nè. Mấy cái lưỡi này là đa phần là mấy cái lưỡi không chưa sai. Cái này lưỡi cắt nó 25. Cái lưỡi siêu mịn luôn ha. Dài nữa. Rồi 25 luôn. Rồi số 78 là 100.000. Rồi 79 nha. Đây là cái cưa nè. Bakuma. Đó bánh hay quấn cái này. Này lưỡi của nó nè. Mấy anh chú thấy răng nó rất là đẹp ha. Răng nó rất là bén luôn. Chỉ phần là nó ố thôi. Đó 30 nè ha. Tổng thể cái chiều dài của nó là 66 luôn. Đó. Rồi cây 79 70.000. 80. Đó, mấy cây cưa nè, nó chữ khắc anh chìm đây nè. Cái này giống như khắc thủ công á. Nó găng một găng nhuyễn nè, một bên găng nhuyễn nè. Một bên găng thưa ha. Mấy cưa này là siêu bén luôn á, mấy cây cưa mộng nè. Nó hàng bãi nó ố vậy thôi. Nhìn tổng thể cây cưa nhìn khá đẹp luôn á. Đây tới lưỡi cắt là 24 ha. Tổng thể cây này nó dài 60. Đó, vậy mấy anh chú có thể là quấn quấn cán lại. Rồi số 80 ha. 80-70.000. Nó tiền bán một cây cho mấy anh chú dễ xài. Bán một cây mà có ông gọi điện mà chốt một lần hết mấy một đống cưa luôn. Đây một bên thưa này mình dày bên đây nó có quấn quăng keo. Mới có sụp xịt gì không ở quán quăng keo mà thằng thấy nó đang cứng ngắc à. Cho nên là tiền để đi thanh vậy á. Đây nhìn anh chú thấy cái găng nó rất là nhuyễn không. Đó rất là bén luôn á. Cái này nó cũng vậy á, bằng nhau á anh chú khỏi đo nữa. Rồi số 81 70.000. Hả 82. Có thì có gieo trước lên mấy ông trốn lần hết mấy số luôn. Mấy số cưa luôn. Đó một bên găng nhuyễn ha. Bên bằng thưa ha, nó giống như hàng bãi nó vậy đó. Một bên nè, bên bên ảnh nằm mưa lâu thì nó bị ố bên đây nhiều hơn. Đó, bên đây trắng từ. Bên đẹp. Rồi găng nhuyễn nè. Đó, rồi số 82 ha, 82 là 70.000 luôn. 83 nè. Đó. Nhìn cái găng nó bén thiệt chứ. Này hàng cây cút nè. Nó quấn đi sao đi tiền để tin vậy luôn nha. Rồi số 83 80.000. 84. 84 là một cặp. Đây nhìn cái hàng của nó rất xịn ha. À cái cây này nó cái cây này á mấy anh chú. Găng ha, rất là đẹp ha. Cái cây này là được thay cán nè. Đây nè. Cái nút này là nút thay cán nè. Mấy anh chú bấm vô ha là lấy cán ra. Nè. Nó xúc mẹ cái này rồi. Xúc con dây rồi. Mấy ông về quấn nữa đi. Ồ quay dây này nó lòn ở trong. Đây nè. Mấy này nè, mấy anh chú bấm cái nút này nè. Đó. Cái nút này nè. Ha, cái lưỡi này này mới thay nè. Đó, rồi, cứng khự ha. Rồi, xong. Xài nào chán hoặc là nó hết rồi mình thay cái cán lưỡi này vô. Đó, đây cũng có cái lưỡi nè. Đó, găng nhuyễn găng thưa y chang vậy luôn ha. Rồi. Rồi. Rồi cứng khừ luôn. Đó.
Cái này là một cặp này, rồi số 84 120.000. Rồi. 85, cây này 90.000. 85 cây này cây chà bá bự. Cây này để tiền coi. Cái này nó dài 30 luôn nha mấy anh chú, lưỡi dài 30 luôn á. Nè, chữ khắc thủ công ha. Tổng thể cây này dài. Rồi nó dài 73 luôn ha. Cán nó xuất sự ở đây ha. Này cán đẹp mấy anh chú về quấn ha, giống như ta vậy đó. Nè, lưỡi quá trời bén luôn. Lưỡi gờ vô thì chứ nó bén. Lưỡi còn dài sọc luôn. Rồi số 85 ha, 90.000. Rồi 86 tới đuôi chuột. Đây, một cặp đuôi chuột của top đuôi chuột thẳng, top đuôi quẹo. Đây ngắn, cái này top này 24 và 19 nha. Hoạt động ok, găng nè. Đó, găng ok luôn. Rồi cây này 21. Trời ơi nó thấy chưa? Mấy anh chú thấy chưa? Cái bên đây nó rất là đẹp luôn, bên đây nó nằm ngay mưa. Rồi bây giờ nó bị nhám như thế này, nó sần thôi ha, chữ tốp nè. Găng ha, không ảnh hưởng tới găng cỏ gì hết. Nó quá xá đẹp luôn. Cây này là 21 17. Ok luôn. Một cặp tốp. Rồi số 86. 86 200.000. 87. Đây 87 ha. 87 cái này là MCC và Super. Cây này là cây MCC nè. Cây này 10 17 21. Nó găng nè. Ok đẹp luôn. Được quá trời giòn luôn. Rồi cây này 19, cây này đảo một chiều nha mấy chú. Cây này chỉ có một mùa dính thôi. Wow. Quá ok luôn. Rồi số 87 180.000. Rồi 88 ha. Cây này là cây 10 14 13. Cây này của Super luôn ha. Made in Gia Văn. Cây này là ốc dài nha mấy anh chú. Đây, găng rất là đẹp luôn. Ok, không gơ lắc. Trời ơi, nghe nó kêu nghe giòn khú luôn. Rồi số 88 160.000. Rồi 89 nè, 89 cây này là cây 12 14, cây này cũng của Super luôn ha. 12 14. Đây găng ok. Ok luôn. Rồi 89 120.000. Rồi 90. Số 90 đây, một cây Buza nha, cây kiềm Buza. Đây. Buza kiềm đời đầu nè, ha, Buza da băng nè ha. Bao dài cũng còn khá ok. Ở đây nó có bị giống như là cấn xíu. Lưỡi nè. À, ố găng chứ. Găng rất là ok ha. Lưỡi, đây lưỡi rất là khít ha. Đây nhờ qua mấy anh chú không thấy hở của nó ha. Nếu nó khít thì rất là nó rất là bén. Wow. Quá xá bén luôn, rất là ngọt. Đây cái này dài 19 nha mấy anh chú. Rồi số 90 140.000. Số 91. Cái này cái gì đây? Mét. Đây là găng nè nè. Ở lưỡi chứ, mấy anh chú thấy không không? Không hở sáng đúng không? Găng nó nè, cái này nó có găng này nó có hơi dập rồi đó, nhưng mà vẫn còn xài ok. Bao da nè. Cái này cũng dài 19 luôn. Mấy cái lưỡi cắt này á, nó khít á là nó rất là bén luôn mấy anh chú đó, cắt nó rất là ngọt luôn. Rồi số 90, cái này nó găng nó hơi dập ha, hơi dập cho nên này. Rồi 91 100.000. Găng nó hơi dập, nó không phải như cây Buza. Rồi 92 cây kèm nguội Buza nè. Cây kèm nguội Buza xay này xay 21 nè. Cái này á, mấy anh chú dễ cầm á, về lấy cái ống nước á, cái ống nước nhựa mềm á, mấy anh chú đóng vô đây nè, tha miếng dầu đóng vô túc luốc mà dễ cầm mà dễ cắt ok luôn. Rồi đây nè, cây kèm nguội ha,
tại vì mấy anh em nó hay làm vậy lắm. Đây găng nè, găng quá trời đẹp luôn ha, bu da ha, đây không hở ha, không hở lưỡi. Wow, xuất sắc bén luôn. Rồi số 92 ha, 100.000 cây kèm nguội. Rồi 93 nè, 93 là một cây kèm nguội Mary lưỡi nè. Nói chung là hàng tiễn đẹp đẹp không à. Mary ha, lưỡi không hở ha, răng ok luôn nè. Rồi mưa bão tới luôn. Nhưng mà cây này cái kiểu nó còn ra dầu nè, kiểu nó không có trơn trơn như giống như cây kia, nó hơi rít rít. Đó, kiểu nó vậy đó, quá trời bén luôn. Cái này phải cầm gì và làm gì làm gì hoài luôn á. Cây này nó dài 19. Rồi số 93 80.000, quá bén. Rồi cây kèm nguội bu, ủa tốt. Ôi không, đẹp xuất sắc nên chú ha, cây này đẹp. Cây này găng còn ok luôn. Rồi mưa lớn luôn, quá trời bén luôn. Rồi cây nào mà cắt bén ra nó mất ghiền á. Cây nhưng mà cây này 16 à, 16 năm à. Rồi số 94 80.000, 95. Bữa nay thì có soạn được một bộ vít đây ha, vít và kìm. Cái này vít sale nè. Cái này thử điện nhưng mà cái này không phải cán vít của nó, mấy anh chú không có thử điện được đâu. Tại vì cán của nó, cái cán này cán vít thử điện của vít sale nhưng mà không phải cái đầu vít của nó, nhưng mấy anh chú là không có thử điện được nha. Tại vì tại tiền nghỉ á, đây nè, phải của nó mới là thử điện chứ còn không phải của nó sao thử điện được. Đó, rồi dặn lại cái này BH2 nha mấy anh chú, nó có ba đầu nè, mấy cái đầu này là vào đầu chưa xài luôn nha, chưa qua sử dụng nha. Đó nè, nó có hòn nè. Rồi cái này nước xi nó còn đẹp, còn cây này thì nó chấm nước xi thôi. Ba là ba đầu cộng ha, ba đầu cộng 4 rồi trừ. Rồi một cây kìm ớt hát gì to à, ớt hát. Cây kìm này nó có bị rỉ nha anh chú, có nhưng mà lưỡi thấy khít nè, có tuốt điện ha. Cây này là dài 16 năm, wow, quá trời bén luôn, bén là mũi trước à, mũi sau cũng bén, mũi nhỏ tuốt dây điện nè. Trời ơi, tuốt vừa tuốt quá đứt luôn rồi. Đó. Rồi số 95 ha, 95 là vít kìm. 95 150.000. 96. Rồi nhanh nhanh đi, ra nói chuyện hết nổi rồi, sắp hết rồi. Rồi cái này 16 8 luôn, một cây kìm. Đây mấy anh chú thấy không, hàng kìm hàng bãi là mấy anh chú là xem ra cái lưỡi ha, cái lưỡi không hở ha. Có cái này, có cái hên thì nó đẹp, có cái không hên thì nó bị sần sần nè ha, mà không ảnh hưởng tới cái việc mình sử dụng. Đó, răng nè, răng cũng còn khá ok ha. Lưỡi nè, lưỡi không hở sáng ha, mấy cái lưỡi không hở sáng này thôi cắt quê luôn. Hồi nãy đo chưa ta? 16 năm đo rồi. Rồi cây này 16 năm luôn. Đó, cây kìm kích to nè, cây này nó có hở nè, đó thấy không, mấy anh chú thấy hở không, nhưng mà cắt chỗ đựng hở chỗ nào khích mình cắt đó, quá trời bén. Chỗ này bén nè, đó cái chỗ này hở nè, ôi hở nhưng mà cắt dây điện đó, kiểu nó còn dính lên đây thôi ha, còn đây cắt quá trời bén không vấn đề gì luôn. Rồi số 96 là 140.000. Rồi 97. Trời ơi, cái này là cái chui gài khác. Gắn cái sức rồi lấy cái chui gài khác nè, gắn vô. Cây này nó hơi không đẹp, tức là nó chấp nước xi ha anh chú. Nhưng mà lưỡi nè, quá trời đẹp luôn ha. Đây. Mấy trình cho băng ha, lưỡi rất là đẹp.
kẽm nha bên chú. Wow. Đó. À, cắt tới đâu lưỡi sáng tới đó nhưng không mẻ, không víu lưỡi nha. Rất là ok luôn. Đó, cây này là gòi số 97 101 110.000. Cho nó ngoại hình chỗ này nó hơi không được đẹp. Rồi 98. 98 thì cây này quá đẹp. MCC nha. Đó. Cây này dính gì trời? À dính xi măng. Đó, ngoại hình còn đẹp. Lưỡi đó nè. Mấy anh chú đừng nghĩ là cái lưỡi hở hở nha, cái lưỡi không phải là cái lưỡi nó hở mà nó phải hở như vậy á để khi mà mình cắt nó không bị hư lưỡi nha. Cái kèm cắt kẽm thì nó phải như vậy chứ không phải là nó hở đâu. Hoặc là mấy anh chú có thể chỉnh cái này nè. Tiện chỉ biết vậy nói vậy thôi. Cái này là cái này của nó. Quá trời bén. Đó. Anh chú thấy không? Cắt bụp. Chỉ sáng lưỡi không bị mẻ lưỡi ha. Nè. Đó. Mấy cây cắt kẽm siêu bén luôn. Rồi, số 98 130.000. Rồi, kết thúc cái video ngày hôm nay đi. Trời ơi, nói nữa hả? Nói nữa chắc chết luôn. Đây. Đó, mặt hàng Minh Tiền nha, lúc nào cũng có đó. Chảo nồi số lượng. Số lượng quá trời nhiều luôn, đèn pin. Rồi mà những cái mặt hàng mới, hàng chưa qua sử dụng nha mấy chú. À liếc dao, dũa dao ha, đá mài, ép tỏi. Đó. Cái mặt hàng kéo tỉa kéo cành mà mấy cái kéo này ha, hàng nó giá nó cái kéo cái cành 70.000 nhưng mà xài rất là ok, kéo tỉa cũng vậy luôn. Đó. Thép nó cũng xài rất là ok. Cái này từng bán cũng nhiều. Cái này cũng vậy luôn nè. Cái này là thép không rỉ nha. Cái này là thép carbon không rỉ. Cái này dao này 220 cũng không rỉ ha. Dao này thì dao này có rỉ. Nó dũa dao là 120.000. Rồi dao gọn đứt thì 70.000 ha. Rồi liếc dao ba khe nè, 120.000. Đá mài là 120.000 ha. Rồi đèn này là đèn đội đầu có 60.000 thôi. Đó. Nó có sạc luôn. Rồi ép tỏi nè. Ép tỏi 95.000. Hộp bấm móng là 140.000 ba cái hộp nhôm. Rồi mấy cái kéo nè. Kéo số 10 ha, kéo cắt vải 130.000. Kéo này siêu bén mấy anh chú. Mấy anh chú nào mà cần không mài á, không phải mài á thì mua mấy kéo này về cắt vải là cực kỳ bén luôn. Rồi búa su ha. Đó, búa su cái búa lớn nè. Cha cắn Mỹ nha. Cái husky. Đó. Cái búa su nè. Rất là đẹp nha, cái búa này nặng 6 lạng, thêm cán nữa là nó phải ra 8 lạng, 9 lạng gì đó. Cái búa này đóng mà sửa xe thì cái độ tưng của nó rất là nhiều. Còn 150.000 và cái búa nhỏ thì 100.000, đèn pin 50.000. Rồi đó, sơ lượng những cái mặt hàng Minh Tuyền có ha. Thì mấy chú thích cái số nào thì cứ gọi cho Tuyền. Rồi hẹn gặp lại mấy chú cái clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.